Bật lo lên. Lo lên. Alo chị ơi. Dạ em Gao gác Phúc Long ạ. À, chưa trả tiền chị ơi. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Woody sẽ làm một cái video để làm quà Valentine tặng cho bóng. Lúc đầu là Woody định là mua mấy những thứ này về để làm tay Woody, là tay bóng nắm vô, xong rồi mình đổ thạch cao, mình làm thành cái tượng luôn, giống như vậy luôn, cho anh em có thể sơn vào được nữa. Mà tại vì bóng mẹ bóng bắt là phải ở nhà, nói chung là để tránh gọi là ngoại bất nhập nội bất xuất đấy, để cho tránh không cho dịch nó lây vào nhà. Thành ra là bây giờ không qua được rồi, mình phải tự làm mình tặng. Bây giờ theo ý tưởng Woody á, Woody sẽ làm hai tay của Woody luôn, nhưng mà mình sẽ làm thành một cái tay cầm hai quả ớt, và hai quả ớt này của chúng ta nó sẽ tạo thành hình trái tim đây. Các bạn xem video này cũng rất là hay, có thể là anh em sẽ có thể mua nguyên liệu về và có thể làm quà tặng cho bạn nữ của mình, bạn gái của mình nhân ngày sinh nhật cũng rất là hay. Mình thấy cái này là cũng tự tay làm và một cái gì đó có thể trưng bày được luôn, cũng hay. Bây giờ đồ mà anh em cần mua là một cái gói Agimax này, là bột tạo khuôn, nhưng mà cái này là làm trong nha khoa, người ta để người ta tạo thành khuôn xong người ta cắn vô răng á, khi mà ta đưa ra người ta đổ hàm răng giả cho mình á, là bởi vì cái này là làm cho răng bằng miệng luôn, thành ra nó rất là ok. Cái này mình mua trên Tiki, giá là như là 135.000 thì phải, nhưng mà giảm giá xuống còn có 85.000 thôi. Hai cái mẫu này á là silicon, là nó giống như thằng này, tại vì ban đầu mình mua là mình mua silicon tạo được khuôn luôn, nhưng mà bởi vì silicon rất là hại da tay, thành ra là sợ nhiều khi bóng bị cái cứng, thành ra là thôi đi gán tiền mua được bình này luôn, thì cũng mua được bình này rồi thì có thể cái này mình không xài. À còn cái này nữa, cái này là bột thạch cao. Bột này anh em mua ở tiệm vật liệu xây dựng đều có bột thạch cao này. Ở đây chúng ta có một cái bình nước, một hồi nữa chúng ta đổ khuôn thì đổ vô đây. Rồi đây là màu tô, cái thao để pha chế. Mình cái bịch này của Wendy nó có là 453g. Ở đây nó bảo là 2 power masua là gì vậy anh em? Nói chung là 19g cái này lại trộn với lại 20ml nước. Có nghĩa là ở 40ml nước. Nếu như mà làm mà số chính xác luôn á là phải là 453 mình chia cho 19 nhân 40 ta. Anh em nào học giỏi toán nhân thử coi. Có nghĩa là làm sao ra tỷ lệ chính xác nhất. Từ từ nha. Đối với 1g này thì bao nhiêu ml nước nhân chéo chia ngang, đúng rồi. Công thức nhân chéo chia ngang nha anh em. Chúng ta sẽ lấy 453 nhân 40 chia 19, chúng ta ra được 953.63 ml nước, có nghĩa là gần 1 lít nha anh em. Chúng ta đổ ra 1 lít nước để cho nó dễ tính, khỏi tính. Ok. À bây giờ đầu tiên là mình sẽ cắt cái này ra để mình tạo thành khuôn. Anh em gán canh làm sao cho nó vừa đủ cái tay mình thôi, đừng bự quá. Tại vì nếu mà bự quá nữa nó rất là dư, anh em sẽ không đủ bột để anh em tạo thành hình. Đấy, cái này là nó sẽ đông rất là nhanh, thành ra chúng ta sẽ quậy trong vòng 35 giây thôi. Tạo hình trong vòng 1 phút 20 giây và để im trong vòng 40 phút là ra thành khuôn. Ok, bây giờ bắt đầu pha chế nha anh ta, nha anh em. Anh em cố gắng tạo hình như thế nào để khi mà lấy ra rồi á, nó có một cái gọi là để họ trưng bày, thì khi đó anh em cố gắng để hai cái tay sát lại nhau, thì khi mà lấy ra trên xong cắt ngay chỗ này ra thì để dựng lên hình hai cái tay lên vậy rất là đẹp. Đấy, thành như vậy. Đeo lên đi, đeo lên. Bóc chỗ này chỗ kia. Bóc lên bóp luôn á. Mày chơi giống như chơi xì lam á. Đúng rồi. Tay em nó dính lại anh ơi. Rồi xong bắt đầu bỏ vô đây, đủ rồi, đủ rồi. Đổ vô anh nè. Má mày cho phèo quá. Anh nghĩ sao? Mấy cái này. Nó tiếc à. Má mày phải đủ vai bịch. Thằng khu là tiếc ghê á. Bây giờ chạy ra chạy mấy mua. Rồi đến rồi, tắt đi. Bây giờ chạy mua gấp ở đây mà. Ok anh em, sau một buổi thì chúng ta đã mua được lại 3 bịch này rồi. Bột đã giấu đây. Tại vì bây giờ á, mình mua tới được 4 bịch. Có 3 bịch, 453 x 3, 4 x 3 12, anh em nhìn video tính rất nhanh nè. Anh em nhìn này nha, 453 x 3 đúng không? 3 x 3 bằng 9, lấy 9 để đó 3 x 5 15, 9 x 5 nhớ 1, cũng nhớ 43 x 12 13 1 3. 13 nhớ nè, 13 phải 13. 13 13 13 59. Một, hai, ba, đổ, đổ vô, đổ vô. Ăn canh thời gian trên camera nha. Thêm nữa. Đổ thời gian chưa? Rồi, được rồi, chạy. Nó dính em. Cứ tiếp đi, cứ tiếp cãi nó, dính cãi nó, quên đi qua mới nha mày. Đổ ra đi. Kính chưa anh? Rồi, kính rồi, kính rồi. Anh thấy cảm giác anh hút vào được chưa? Được rồi, nhưng mà không hút được. Giữ cái hạt nó hơi lắc léo quá. Rồi, mạnh cái trên rồi. Không, Duy. Ừ. Rồi. Bra. Bra.
mai em Wendy là không muốn có được ta. Ngày mai Wendy chia mày. Mà lên chim nè, lên chim. Xuống công ty hỏi, xuống công ty. Máy này xuống dưới quay hỏi mọi người giờ làm sao. Bây giờ đúng cái tay được thì hay quá. Mà không biết được nên mà. Không, cái này anh này cắt rồi. Cắt đi Vinh. Anh quyết định nè. Dạ không cắt cũng chết. Cắt cũng không lấy cái được luôn. Cắt cũng vậy. Không được. Nói được phải bị rách rồi. Anh cũng không rút tay ra được không ạ? Được nhưng mà nó bị rách. Nó bị rách này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy trái ớt ra. Đấy, bên em thấy trái ớt ở dưới đây không? Mình lấy được cái tay mình ra rồi, bây giờ mình cần lấy được trái ớt này ra là được. Bây giờ khó biết làm sao lấy được trái ớt này ra đây. Chắc cái bàn tay mình nó cay lắm hả? Cái bàn tay mình thấy nó hơi cay rồi đấy mà. Chắc đây hút dễ nha. Ok, nó bị ấn thì nhẹ nhẹ, thôi phải chịu một tí rồi. Ok, hơi bể một tí nha anh em. Ok, cái khuôn chúng ta đã xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ớt cái này lại một tí. Ok, lấy băng keo cho em. Băng keo đi. Ok, cái nào? Ở bên nào. Này bà đó. Đâu anh? Là đây là cái khuôn cái tay mình như thế nào. Một tí nữa mình sẽ đổ hạt dao vô đây thì nó sẽ ra y chang như vậy. Ở đây cũng như vậy. Đấy, mọi người thấy không? Nó sẵn ốc thì tới chồng nè. Đấy. Nên nãy khi mà mình rút tay ra nó hơi bị khó. Later. Mình sẽ cho tỷ lệ 50-50. Tỷ lệ chuẩn luôn. 50-50 có nghĩa là một nước thì là một bột. Nhưng mà không biết là theo thể tích hay là theo ấy ha. À, nước thì khó lượng riêng là 1 kg mà 1 lít nước là 1 kg mà. Ngáo. 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 Không biết là tỷ lệ bao nhiêu nãy giờ pha không biết luôn rồi anh em ạ. Bây giờ không biết là tỷ lệ nó bao nhiêu nữa mà. Rồi. Trộn đều thì nó ít bị bong bóng nữa nè. Cái bong bóng này là nó làm cho cái tượng cao cái này nó bị như một cốc kìa. Là không được nha. Sắp hoàn thành rồi anh em ạ. Cố lên. Một số nhiều phải không? Không có nhiều, nãy quên đổ phần nửa thôi. Anh em làm á, anh em đổ phần nửa thôi, xong anh em phải dỗ liền. Ủa, nó cứng ngắt luôn rồi đó. Chết cái tay rồi. Hả? Chết cái tay rồi, cứng rồi. Đi, đi, đi. Sao rồi anh? À, nhìn dính với cầu bông của nè. À, nhìn thấy không, nhìn nè, anh chở lưng rồi, cô lâu lưng rồi. Nó nhốt lên luôn nè. Bra. Tìm phải chết nó rồi. Bây giờ bra. Luôn. Có cái chốt gì để nó tan được không? Có thằng bọn anh. Còn có như cục đá mà dính vô da vậy em. Giờ nãy dòng đi cái này đi lâu quá rồi nè. Nó thấy thằng bọn không? Phải lồn luôn. Thấy thằng bọn không? Thằng Mỹ rồi cho nó vào. What the fuck was that? Không có rồi. Bra. Em mày muốn mày chơi lâu với mày luôn đấy. Rụng lông thì sao? Rụng lông thì sao vậy? Rụng lông thì sao? Ok, bây giờ mình sẽ gỡ ra nha anh em. Mặc dù là nãy giờ đã qua được 50 phút rồi. Là thành quả của chúng ta đấy anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mổ ra anh em ạ. Không biết là nó có xuyên vô. Tôi không biết là nó có xuyên vô trong cái tượng không, xuyên vô cái đứt ngón tay cái. Không biết làm sao luôn anh em ạ. Thấy ngón tay của anh này nè. Ngón tay của anh, ngón tay của anh này mày thấy chưa? Ngón tay của anh này, ngón tay chưa cắt nè, thấy không? Má, nó còn đất luôn à? Nó còn đất, đất luôn. Bra, bra. Đất cục bra. Cái gì đâu mà? Trời ơi, hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Nước. Anh không biết đất này là do mình làm đất hay là trời? Có cục rong của anh đó nè. Bra. Có nghĩa là lúc anh để cho nó dính cục rong của anh vô luôn, hiểu không? Xong bây giờ nó dính cục rong lên cái tay luôn nè. Cái tay cục rong là gì đấy gì? Nè anh em, cục rong nè, cục rong dính lên tay luôn nè. Từ. Cái tay này là sao anh em? Cái tay là 14 tháng 2. Sau một đêm thì mình bắt đầu làm được cái đế cho nó đứng được rồi nè. Mình có làm một cái đế cho nó đứng rồi. Hơi xấu một tí nhưng mà ok, đứng ổn. Tạo được hình trái tim rồi. Mình mới gắn hai cái đuôi vô để cho nó ra được giống giống với lại trái ớt thật. Tí nữa mình sẽ tô cái đuôi dưới màu xanh lá cây là thành cái đuôi của trái ớt. Giờ mình sẽ tô với màu đỏ nha mọi người. Ok, bây giờ đã xong rồi, nghĩ là xong ok rồi.
tí nó có gì đồ lại tí thôi. Và bây giờ mình sẽ phải đi mua một cái hộp ở đây mà, một cái hộp để mình bỏ cái này vô, xong mình sẽ để mút xung quanh nữa. Wow, ok, bây giờ đi mua cái hộp. Ok, bây giờ mình đã làm xong rồi. Đây, anh em kim được cái tai nè, rất là đẹp nha luôn mọi người. Nó có cả dấu vân tay này kia nọ và mình đã tô màu rồi. Nói chung là nhìn rất là ok luôn, nó xịn sò luôn. Đấy, hai bàn tay của mình, hai cầm hai trái ớt và tạo nên trái tim. Bây giờ mình sẽ cho vào trong thùng quà này. Mình đã có mua mút với lại giấy để vào rất là nhiều. Sau đó mình sẽ lắp lên là vô cùng đẹp luôn. Vui để đã lặt một đó hoa to bự rồi, một tí nó bó hoa tới. Wow, cực kỳ đã luôn. Okay, bây giờ đi thôi. Nhưng mà bạn giờ diễn lại nữa nè. Hả? Gọi cái gì? Gọi này gì? Ring 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 ring. What the hell? Ring ring ring. Chị ơi, xuống nhận con bơ phú long rác à. Ủa, em đâu có đặt đâu à. À, chị có phải tên là Nam Phương mà. À, đúng rồi. Dạ, có anh kia gửi con bơ phú long cho chị, số đuôi là 096 à. Ok. Có người gửi phú long tại địa chỉ này, em không cần nói số được nữa. Có người gửi phú long tại địa chỉ này à. Alo chị ơi, dạ em giao gác Phúc Long ạ. Phúc Long hả? Có trả tiền không anh? Dạ, chưa trả tiền chị ơi. Có một anh nào số 096 gửi cho chị. Anh Hoàng, Lê Hoàng. Dạ, có một anh đặt cho chị thôi, chứ em không có biết. Gửi số thì chị là... Bra. Dạ, dạ, dạ. Dạ, Lê Hoàng. Dạ, 290 ngàn. What the hell? 290 ngàn. Dạ, con mua Phúc Long. Rồi lại, à cái này thanh toán rồi. Được thanh toán trả thẻ trước rồi. Mày thanh toán trả thẻ rồi, em nhầm. À chị ơi, em xin lỗi, cái này thanh toán rồi chị. Dạ, 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 chị xin lấy giùm em đi chị. Dạ, em cảm ơn chị. Má rồi. Hả?